Hello, xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay mình sẽ gửi đến anh em một chiếc clip ngắn vui vẻ thôi, với nội dung chủ đề là Watt là gì và cách tính tiền điện của các thiết bị hồ cá. Watt là gì? Watt được hiểu là một đơn vị công suất được ký hiệu là VW. Đơn vị này được đặt tên theo nhà phát minh James Watt. Watt chính là tỷ lệ tiêu thụ năng lượng của 1 joule trên mỗi giây. 1 watt bằng 1 joule trên 1 giây. Bên cạnh đó, watt cũng có thể được xác định bằng tích của dòng điện chạy qua của 1 ampere với điện áp của 1 volt. 1 watt bằng 1 volt nhân với 1 ampere. Đây là bảng các lũy thừa cơ số 10 thường dùng của watt. Nhưng mà anh em chỉ nên lưu ý một đơn vị thường gặp thôi, đó là 1 kW thì bằng 1.000 watt. Có thể hiểu một cách ngắn gọn và đơn giản thì watt là năng lượng điện tiêu thụ của một thiết bị. 1 kWh thường được gọi là một số điện theo cách gọi miền Bắc hoặc 1 ký điện theo cách gọi miền Nam. 1 kW bằng 1.000 watt một ngày 24 giờ, một tháng tạm tính 30 ngày. Và giá 1 kWh điện tạm tính bình quân là 2.500 đồng. Chúng ta sẽ áp vào công thức để tính được số tiền điện của thiết bị điện hồ cá một tháng sẽ như thế nào. Và công thức tính sẽ là số tiền điện sẽ bằng số kWh điện nhân với số giờ sử dụng điện nhân với giá của một số điện. Bây giờ chúng ta sẽ tính thử số tiền điện một tháng cho một hồ cá cơ bản bao gồm một máy bơm 40W, một máng đèn 2 bóng 36W là 72W, một máy sủi oxy 5W với điều kiện là các thiết bị mở 24/24. Và số tiền điện lần lượt sẽ là máy bơm 40W chia 1.000 để đổi ra kilowatt đó các bạn, nhân với 24 x 30 x 2.500 ra 72.000 đồng một tháng. Máng đèn 72W chia 1.000 nhân 24 nhân 30 nhân 2.500 ra 129.600. Máy sủi oxy 5W nhân chia 1.000 chia nhân 24 nhân 30 nhân 2.500 ra 9.000 đồng một tháng. Vị chi tổng thể 3 thiết bị của một hồ cá cơ bản một tháng chúng ta tiêu tốn hết 210.600 đồng. Tương tự anh em có thể tính ra được mức tiêu tốn hàng tháng của các thiết bị điện khác của hồ cá cũng như là các thiết bị điện khác trong nhà. Với cách tính như trên thì anh em ta dễ dàng tính được hàng tháng tiêu tốn được bao nhiêu để mà có cái hướng lựa chọn những cái thiết bị cho hồ cá chơi sao cho nó vừa hiệu quả mà vừa tiết kiệm. Cảm ơn anh em đã xem. Hẹn anh em ở một cái video sau. Xin chào, hẹn gặp lại.